Anh xin lỗi em. Không sao. Em có chuyện gì hả? Hồi nãy mẹ có gọi cho em. Mẹ nói là mẹ ở quê với ngoại rồi. Vậy là em yên tâm rồi. Mà mẹ về quê sao không báo em biết? Tại mấy ngày nay mẹ giận em nên là không có gọi điện thoại cho em biết. Vậy là em không phải quá lo lắng. Anh Hoàng nè, vậy anh rút lại cái đơn giúp em nha. Sao của em? Đi chơi với anh không? Mỹ Kê đi đâu vậy? Chị có việc điên chút. Nè, có hút thuốc không? Không, cảm ơn em nha. Bye bye. Lát gặp lại. Bye. Ủa, tại cái kia. Ê, con kia. Đứng lại mày. Chạy hả? Trốn mà, trốn đâu? Mày nhắm trốn khỏi không? Tự trốn đi. Mày chạy không thoát đâu. Lội nữa đi. Đi mày. Thank you.
Sao? Con mẹ kia tụi bay sửa sao rồi? Dạ, mấy bữa trước bận lo sinh nhật cho anh Tám, tụi em chưa làm gì hết. Em chỉ mới nói chuyện với con Tiểu Anh. Tụi mày tính cho ông biết hay sao mà giữ nó ở đâu hoài vậy? Coi chừng nó hành chuột chết ở trong cái nhà đó đó. Sao anh biết được mà chị lo? Chị quên, đó là cái phòng bảo vệ ở hồi trước hả? Có đầy đủ nước nôi, nhà vệ sinh mà. Làm lẹ đi. Tao cần tiền chứ không cần con mẹ già đó. Dạ, em dạ, biết rồi. Có việc nhỏ mà cũng làm không xong. Vào đi. Dạ. Tình hình các quán bar của ông ấy em đã thu thập được như vậy. Nhưng đúng như anh nói, ông ấy là một người không đơn giản. Nhưng mà tất cả những hoạt động này chỉ là trá hình. Đằng sau đó là cả một thế lực đen rất mạnh. Nhưng điều em lo lắng nhất đó là trong vụ án này có một vài quan chức dính tới ông ấy. Theo tôi nghĩ là bây giờ chúng ta ngừng phóng sự điều tra này lại vẫn chưa muộn. Sao lại phải ngừng lại chứ? Vì theo như cô nói, đây là một nhân vật phức tạp, cả một thế lực đen to lớn và dính líu tới nhiều quan chức nữa. Nhưng em có linh cảm vụ án này có dính líu đến rất nhiều người. Và trong đó có những người thân của mình nữa, đúng không? Ý anh muốn ám chỉ chuyện riêng của cá nhân tôi. Cho dù anh có nghĩ gì đi nữa, thì tôi nhất quyết không dừng điều tra vụ án này lại. Vậy thì cô cứ làm đi. Cô cứ triển khai kế hoạch của mình đi. Đừng có chùn bước nghe. Có vẻ như anh không tin tưởng vào lính của mình lắm thì phải. Ở đây chỉ là một phép thử thôi. Để coi quyết tâm của cô đến đâu đó mà. Hả? Vậy thì thưa anh cho em xin thêm một phóng viên nam và một phóng viên nữ để hỗ trợ việc xâm nhập. Bởi vì nếu như chỉ có một mình em đó, em e bọn chúng sẽ nhận ra. Tôi đồng ý, tôi sẽ cử người bảo vệ các bạn từ phía sau. Nhưng mà tôi nhắc cho các bạn nhớ một điều là phải thật sự cẩn trọng và tránh liều lĩnh. Vì tôi không muốn mất những người lính thông minh và trách nhiệm của mình đâu. Cảm ơn anh.
chào ông. À, ông vô nhà chơi. Thôi đứng đây cho thoáng. Ừ, ông vô nhà đi, tôi rót nước ông uống. Được rồi, nước nôi cái gì. Ở nhà một mình mà dám mời tôi tới à, gan vậy. Ông có nhớ có lần tôi hỏi ông á, có khi nào ông có đứa con rơi mà ông không biết không? Phụ nữ đi qua đời tôi nhiều lắm, nhớ không hết đâu cô bé. Vậy em có nhận ra người này không? Ông không biết thiệt hả? Có thiệt là ông không biết không? Có thật là ông không nhận ra không? Tôi vừa nói không biết, cô bé có nghe rõ không? Nếu như ông không biết là ai á, thì tại sao ông lại lẩn trốn? Đừng có làm phiền tôi, nghe rõ chưa? Thủy cơ, bộ dự định đi đâu sao mà đem cái vali lớn dữ vậy? Trốn nợ chứ đi đâu. Trốn nợ? Ừ. Sao không biết là chết? Thì Đoan Linh không nói là được rồi. Hứ? Ừ. Sao vậy? Hả? Sao thấy buồn buồn vậy? Ừ. Buồn. Là chuyện của người yêu nữa chứ gì. Bây giờ nếu mà cho Hư biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng sớm muộn gì Hương cũng sẽ biết. Thà nói liền giờ, chứ đợi tới lúc cưới rồi mới phát hiện ra, mọi chuyện còn lớn hơn vậy nữa. Mà sao Đoan Linh không tới bệnh viện để làm cái xét nghiệm gì hóc môn giới tính gì đó? Biết đâu chỉ là sự ngộ nhận thì sao? Ôi, cũng mắc cười ha. Thủy Cơ chơi với Đoan Linh bao nhiêu lâu rồi, không lẽ Thủy Cơ không hiểu con người của Đoan Linh vậy á mà ngộ nhận? Ngộ nhận làm sao được? Ừ, thì tại Thủy Cơ thấy mấy người ca sĩ với lại diễn viên á, người ta hay chạy theo trào lưu quan hệ đồng tính. Đó là chuyện của nghệ sĩ nổi tiếng mà, thôi đi, nói chuyện khác cho rồi. Thủy Cơ. Hương. Hương. Thủy Cơ. Hương ơi, Hương. Hương ơi.
Đây là các giấy phép kinh doanh của các quán bar, vũ trường do Tám Eo đứng tên. Ừ, để chuẩn bị cho kế hoạch tối nay. Cảm ơn em nha. Dạ không có gì. Quang. Dạ. Em, cái vụ rà soát các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam, em và Thư Nguyên làm tới đâu rồi? Dạ chắc phải hết ngày mai em mới có đầy đủ thông tin để báo cáo anh. Anh cũng biết về các đối tượng nhập cảnh sang Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, đa số là cửa khẩu đường bộ từ Bắc tới Trung vào Nam, cho nên việc xác minh mất nhiều thời gian hơn. Cấp trên vừa cử thêm một trinh sát hỗ trợ chúng ta trong chuyên án Dinh Lãng Tử. Cấp trên không tin tưởng chúng ta. Alo, dạ em nghe. Dạ dạ, dạ em biết rồi. Dạ. Đi, nhanh lên. Ừ. Alo. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở tòa soạn. Có gì không anh? Vậy bây giờ anh ghé qua tòa soạn đón em đi ăn nha. Em ăn rồi. Em còn nhiều việc phải làm lắm. Gặp anh sao vậy? Thank you.
Mày định trốn hả? Trốn đi đâu? Mày tính làm gì tao? Hả? Buông ra! Mày tới số rồi con. Nói nó vậy? Trốn rồi. Mày về biết tao đâu? Buông ra! Đi! 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 Anh ơi, sao mà nằm kỳ vậy nè, nằm xuôi lại. Nằm xuống anh. Anh sai quá rồi đây nè. Anh, anh uống miếng nước đi anh. Thủy Cơ, Thủy Cơ. Đó là cách duy nhất tôi có thể giúp cho cô. Mà có chắc là cô còn Trinh không đó? Ok, vậy đi. Chừng nào quyết định thì cho tôi hay. Sao em dậy sớm vậy? Đêm nào anh cũng bỏ mẹ con em ngủ có một mình à. Bằng ngày đi làm, cả buổi tối anh dành cho gia đình.
Chỉ đến khi cả nhà đi ngủ, anh mới dành chút thời gian cho sở thích của mình. Em phải cho anh một chút riêng tư chứ. Nhưng mà anh ngủ không đủ giấc, về lâu dài sẽ rất hại cho sức khỏe của anh đó. Anh biết rồi. Nhưng mỗi khi anh viết xong một quyển sách, được khán giả đón nhận, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Và thấy cuộc sống của mình có chút ý nghĩa. Nói như vậy là mẹ con em không có ý nghĩa gì với anh sao? Gia đình là gia đình, làm sao so sánh với công việc được? Em cũng thấy rồi đó. Từ nhỏ đến lớn, mọi công việc của anh đều do mẹ anh sắp đặt. Anh không được tự ý quyết định điều gì, ngoài trừ anh viết sách. Kể cả việc cưới em cũng do mẹ anh quyết định chứ gì. Em cũng biết rồi mà. Phải, em biết. Nếu để cho anh tự quyết định thì anh sẽ chọn gái ngoan thủy cơ chứ gì. Tôi xin giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí trung tá Nguyễn Thành Dũng. Kể từ ngày hôm nay, đồng chí Dũng sẽ trực tiếp chỉ huy vụ án Dinh Lãng Tử. Đồng chí Nhạc sẽ được chúng tôi phân công vào chuyên án khác. Tôi bàn giao buổi họp này cho đồng chí Dũng. Mong các đồng chí tiếp tục hợp tác tốt. Chúc đồng chí Dũng thành công tốt đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn các đồng chí. Mong là các đồng chí cùng hợp tác để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Thúy. Dạ. Nhờ đồng chí phát tài liệu cho anh em. Hương, có chuyện gì mới nói với Hùng hả? Hương nói trước đi. Anh nói trước đi. Hương nè. Dạ. Em có khinh anh không? Nếu như khinh, Hương đâu có đến đây, đúng không? Nhưng mà... Nhưng sao Hương? Có bao giờ anh nghĩ là anh tìm đến bác sĩ để kiểm tra không? Kiểm tra? Ừ. Đâu? Đâu có bị bệnh gì đâu, khỏe dữ lắm. Không không, ý của Hương là anh đi tìm bác sĩ tâm lý á, để thật tình là Hương cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa, nhưng mà để mình Hùng hiểu ý của Hương rồi. Có lẽ Hùng cũng nên thử một lần cho biết. Dù thế nào đi nữa thì Hương sẽ luôn bên cạnh anh. Khi cô có thai Tiểu Anh thì ông ấy cũng bỏ cô. Kể từ khi không nhận được sự bảo bọc của ông ấy,
thì cô cũng không còn được đi hát nhiều nơi nữa. Cô phải bán thân để mà sống. Buồn chán, cô lao vào rượu chè. Còn Tiểu Anh, nó thương cô lắm. Bao nhiêu tiền làm được, nó đều đưa cho cô. Nó không bao giờ nặng nhẹ cô dù chỉ một lời. Mặc dù cô là người mẹ không có ra gì hết. Cô nói đúng. Tiểu Anh rất là ngoan. Và cũng rất hiếu thảo nữa. Mà cô cũng không biết tại sao tụi nó lại giúp mình ở trong này nữa. Đâu có ai đem tiền mà chuộc đâu. Hay là nó định bán mình đi đâu con? Anh xin lỗi. Anh không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của em. Nhưng mà anh nghĩ là có người ở xa chúc mừng sinh nhật em. Chắc em vui lắm phải không? Happy birthday to you. Happy birthday. Đã nhiều năm rồi, anh đâu còn nhớ đến ngày sinh nhật của em. Anh đã làm cho em cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình. Xin lỗi em. Anh là một thằng vô tâm quá. Anh Nhạc, tại sao anh không thể nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì vậy? Về những khoản tiền rất lớn mà anh có được. Em nè, anh xin lỗi. Anh mệt quá, để lúc khác. Dạ chị. Chở chị đi chùa. Dạ. Đi chùa hả? Cho dây nặng lãi như bà đi chùa làm cái gì? Vô đó kiếm mối cho dây hay sao vậy? Nhìn lại mình đi rồi nói người ta.
Được rồi, con, tôi khát quá. Mọi người ơi, có ai không? Làm ơn đi, làm ơn cho tôi miếng nước đi. Sao? Hay con ngủ chút đi. Ngủ được bao lâu thì quên khát bấy lâu. Đói quá. Chào anh, rất vui được hợp tác với anh. Anh Trần Nhạc. Chào anh Dũng, mời anh. Anh Dũng đọc trước bộ hồ sơ này đi. Tôi đã nhận được bộ hồ sơ này rồi. Cái tôi cần là diễn biến của vụ án trong 35 ngày qua. Anh Dũng yên tâm, sẽ có người mang tới cho anh liền. Anh yên tâm, xin phép anh. Anh Nhạc, vụ án có điều gì không minh bạch sao? Tôi đã nói với anh rồi, anh sẽ nhận được nhanh thôi. Anh không nên nôn nóng như vậy. Không phải tôi nôn nóng. Tôi cho rằng có vấn đề gì đó ở đây. Theo tôi được biết, toàn bộ diễn biến của vụ án, anh là người nắm rõ nhất. Có khuất tất ở đâu, chỉ anh biết mà thôi. Ý của anh muốn ám chỉ điều gì? Tôi đã nói với anh rồi, sẽ có người mang tới cho anh liền. Anh không nên nôn nóng. Anh bình tĩnh đi. Tôi nói cho anh Dũng nghe, anh đừng có xuyên tạc công sức của anh em tụi tôi trong suốt thời gian qua. Anh coi đi. Buồn ngủ à. Anh ngủ chiếc dậy nói chuyện với em. Anh ngồi dậy. Anh muốn ngủ. Em nói anh ngồi dậy. Đó là sự thật. Tám Beo chỉ xem anh như một lá chắn cho những hoạt động bất hợp pháp của hắn ta. Anh ngủ xong chưa? Em chờ anh ngủ dậy, bây giờ mình nói chuyện được không? À,
Anh biết Tám Beo có sòng bạc. Anh đâu phải con cờ của Tám Beo. Anh biết dịnh vô chỗ sơ hở của Tám Beo. Như vậy anh coi Tám Beo là lá bài của mình à? Tại sao em cứ muốn... Tắt máy đi. Em không có ghi âm. Bây giờ em muốn điều tra ngay cả anh hả? Em muốn anh xuất hiện trên các báo đài. Em muốn tống anh vô tù hả Trang? Em chưa có record. Vậy chứ em cầm cái máy đó làm cái gì? Em có biết từ đâu mà em có được chuyến du lịch dài ngày? Từ đâu mà em có được chiếc xe hơi? Thằng Bin nó đi học trường quốc tế. Từ đâu mà sắp tới vợ chồng mình không phải lo cuộc sống hàng ngày? Từ đâu em biết không? Biết. Em đã rất lo lắng và nghi ngờ. Nhưng còn bây giờ thì em biết. Biết một cách chính xác.